Thân xác mẹ được Chúa sinh ra từ cát bụi để cưu mang, nuôi dưỡng, dạy cho con khôn lớn, thành người, dắt con đi vào đời. Một ngày cuối đời, trọn kiếp sống nơi cõi đời, Chúa đưa mẹ về trời, hưởng phúc ngàn đời với cuộc sống vĩnh cửu. Mẹ ơi, thế là một bóng hình thân yêu không còn nữa. Mẹ sẽ về đất lạnh ngủ giấc ngàn thu. Mẹ có biết không, chỉ có một lần mẹ không ngăn con khóc là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con, là khi mẹ không còn. Mẹ có nghĩa là mãi mãi, cho đi mà không đòi lại bao giờ. Tới giờ này con mới thấm thía, mới thấu hiểu lời nói cái chết của người mẹ là nỗi đau buồn thứ nhất khi người ta khóc mà vắng mẹ. Giờ này chúng con xin dâng lời cầu xin Thiên Chúa, mong Ngài dang rộng vòng tay từ bi nhân ái, đón đưa mẹ của chúng con tới thiên đường tình thương, thay cho tiếng khóc, lời biệt ly. Sông nuôi con khôn lớn, nay sông về nguồn bỏ bên bờ. Thương nhớ Chúa sinh ra mẹ từ cát bụi, tròn kiếm sông nay bỏ cõi. Mà những câu ru à ơi thương mến, mãi ru hoài đời thôi, mãi ru. Khi Chúa đưa mẹ về trời, con như con bé dài, buốt ra niềm đau nhưng con vững tin, chốn nơi trời cao mai con có mẹ. Nói gì dâng tròn tâm lòng tiễn người đi, ngày mai bao nhiêu năm tháng con không còn mẹ đời sẽ bơ vơ. Thương nhớ có tin yêu làm vơi nỗi sầu, ngày nương mắt xin hòa lời khấn cầu, nguyện Chúa giơ tay từ bi nhân ái, đón đưa mẹ của con tới thiên đường. Khi Chúa đưa mẹ về trời, con như con bé dài, buông ra niềm đau nhưng con vẫn tin, chốn nay trời cao mai con có mẹ. Khi Chúa đưa mẹ về trời, con như con bé dài, buốt ra niềm đau nhưng con vẫn tin. Mẹ ru con giấc ngủ mơ màng, đưa con vào cõi thiên đàng tuổi thơ. Ngày nay con ru mẹ giấc ngủ ngàn thu, một lần duy nhất con ru mẹ. Trong giây phút đời con xa mẹ hiền, ân tình này con ghi nhớ triền miên, tình mẹ thương con chẳng khi nào vơi.
mẹ ru con từ thủa mới sinh, tiếng ru âu yếm thấm tình nước non. Trong giây phút đời con xa mẹ hiền, ân tình này con ghi nhớ triền miên, tình mẹ thương con chẳng khi nào vơi. Nhưng giây phút biệt ly xa mẹ rồi, con chẳng còn nghe những tiếng hà ơi, thì con ru mẹ giấc ngủ ngàn đời. Con ru mẹ giấc ngủ ngàn thu. Con ru mẹ lời ru trong tim con, lời ru nhớ
từng tiếng mẹ hiền hát ru, nhịp vọng nhẹ nhàng đôi bờ, cho đời con bao ước mơ. Con hằng nhớ chiều sớm mẹ dìu đoàn con, nhịp chân về chốn thanh đường tụng ca danh. Giờ đây chúng ta cùng làm nghi thức tầm niệm cho linh hồn đoàn tố Maria, người thân của chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em thân mến, giờ đây cộng đoàn chúng ta khởi sự nghi thức tầm niệm. Chúng ta thành khẩn cầu nguyện cho linh hồn và cố Maria mới qua đời. Xin Chúa ban thưởng cho linh hồn Maria sau khi kết thúc cuộc đời trần thế này được về quê trời, vui hưởng hạnh phúc đời đời. Vì chúng ta tin chắc rằng sự chết chưa phải là kết thúc tất cả, nhưng là cửa ngõ tiến vào sự sống đời đời. Đối với những người tin vào Chúa Kitô, sự sống con người chỉ biến đổi chứ không bị tiêu tan. Linh hồn và cố Maria đã được chịu phép rửa, đã khởi sự đời sống vĩnh hằng ngay khi còn sống ở trần gian này. Chúng ta cầu nguyện cho linh hồn và cố Maria, hy vọng linh hồn và cố Maria được hưởng vinh quang phục sinh với Đức Kitô. Từ vực sâu lạy Chúa, con kêu lên cùng Chúa. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con cầu. Giam xin Chúa hãy lắng tai, hầu nghe thấu tiếng van nài của con. Từ vực sâu lạy Chúa, con kêu lên cùng Chúa. Nếu Chúa còn nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi được ư? Nhưng Chúa thương rộng lòng tha thứ, để cho thiên hạ tôn thờ kính yêu. Từ vực sâu lạy Chúa, con kêu lên cùng Chúa. Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn con mong đợi Chúa, còn hơn người linh gác mong trời rạng đông. Từ vực sâu lạy Chúa, hơn linh đang mong hừng đông dày, Israel đang mong đợi Chúa tôi. Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ, chính Người sẽ giải thoát Israel cho khỏi mọi điều gian ác. Từ vực sâu lạy Chúa, con kêu lên cùng Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con rằng ở bên Chúa thì người chết sẽ vui sống muôn đời, và người được Chúa thanh hoa sẽ thông phần hạnh phúc ngàn thu. Từ nay linh hồn bà cô Maria, con của Chúa, đã nhắm mắt xuôi tay lìa đời, không còn nhìn thấy ánh sáng trần gian nữa. Xin cho linh hồn bà cô Maria được ơn mà chúng con hằng mong mỏi, là hân hoan nhịp thay Chúa đấng đã thương dựng nên chúng con để được sống bên Chúa mãi mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Kính thưa Tam Quyền, bộ đồ tang và những chiếc khăn tang là tượng trưng cho nỗi buồn mất mát một người thân. Nhưng đối với người tín hữu Chúa Kitô, người tin vào Thiên Chúa, thì màu tang còn biểu lộ niềm hy vọng. Vì Chúa đã hứa ngày cấn chung, người sẽ cất chiếc khăn tang của buồn đau và chết chóc. Trong tâm tình ấy, chúng ta xin Chúa làm phép cho những tang phục này. Lạy Cha là đấng tạo hóa, Cha đã dựng nên muôn vật tốt đẹp và đã thanh hóa chúng. Xin Cha ban phúc lành cho những tang phục này.
để người thân trong tan quyến khi mặc vào thì được an ủi, được sự bình an của cha trong tâm hồn. Biết biên đau thương quấn bách thành lời kinh nguyện chân thành, tha thiết dâng lên trước uy linh của cha, để cha thương xót tuôn đổ môn hồng ân xuống trên tan quyến và cộng đoàn chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thưa anh chị em, đứng trước thi hài và cố Maria, chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa để đức tin, đức cậy và lòng mến của chúng ta luôn luôn được nuôi dưỡng và củng cố. Lời Chúa trích sách tiên tri Daniel: Tôi là Daniel, tôi đã được nghe lời thiên sứ nói như sau: Thời đó Mikael sẽ đứng lên, người là vị chỉ huy tối cao, là đấng vẫn thường che chở dân người. Đó sẽ là thời ngặt nghèo chưa từng thấy từ khi có các dân cho đến bây giờ. Thời đó dân người sẽ thoát nạn, nghĩa là tất cả những ai được ghi tên trong cuốn sách của Thiên Chúa. Trong số những kẻ đã an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy. Người thì để hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời. Các hiền sĩ sẽ trói lọi như bầu trời rực rỡ. Những ai làm cho muôn dân nên công chính sẽ chiếu sáng như những vì sao đến muôn thuở muôn đời. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Anh chị em thân mến, ước chi lời nguyện cầu của chúng ta trong giờ phút này giúp chúng ta chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Lạy Chúa, bà cố Maria là người thân thân đã lìa bỏ chúng con. Xin cho bà cố Maria được mau về với Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho những việc tốt mà bà cố Maria đã làm khi còn sống sẽ đem lại nhiều kết quả và còn được những người khác tiếp tục. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa thương tha thứ mọi lỗi lầm mà bà cố Maria đã trót sai phạm vì yêu đuối. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho hình ảnh tốt đẹp của bà cố Maria luôn in sâu trong tâm hồn chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Anh chị em thân mến, trước cái chết của bà cố Maria đang làm cho chúng ta đau buồn, nhưng trong niềm tin cậy và yêu mến, chúng ta cùng nhau chạy đến với Chúa Giêsu. Cùng với người chúng ta hãy thưa lên rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng yêu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Đức mẹ cũng là người từng trải qua thử thách đau thương, nhất là khi người đứng dưới chân thánh giá Chúa. Chúng ta hãy chạy đến với Đức Mẹ, xin Mẹ nâng đỡ chúng ta trong cơn thử thách này. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc là mọi người nữ và Giêsu con lòng và hồn phúc là. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã biểu lộ tình thương mãnh liệt khi cho con một Chúa là Đức Giêsu Kitô xuống thế, chịu khổ hình thập giá, chịu chết và sống lại vì chúng con. Giờ đây chúng con cậy vào lòng nhân từ.
từ và quyền năng của Chúa, mà xin cho người chị em tin hữu chúng con là bà cô Maria được chia sẻ vinh quang với Đức Giêsu Kitô đấng đánh bại thần chết, và xin cho bà cô Maria được tham dự vào đời sống phục sinh của người. Chúng con cầu xin vì danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Làm phép quan tài. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha, chúng con biết rằng khi thân xác của chúng con là ngôi nhà tạm ở dưới đất này bị sự chết phá hủy, thì chúng con lại có một nơi cư ngụ do Chúa dựng nên, đó là ngôi nhà vinh cửu trên trời, không do tay người phàm làm ra. Lạy Cha, xin thanh hoa và chúc phúc cho chiếc quan tài này, cũng là chiếc áo, là nhà tạm cho thân xác yêu hiền hay hư nát của người chị em chúng con đây, cư ngụ để chờ ngày phục sinh trong quyền năng của Cha. Xin cho nhà tạm này được Cha thanh hoa và chúc phúc, trở nên nơi yên nghỉ bình an cho thân xác người chị em chúng con, là đền thờ ngôi ba Thiên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng tôi đã kêu cầu mà Chúa đã đáp lời tôi. Từ vực sâu tôi nài vang Chúa, và Chúa đã nghe tiếng tôi. Chúa do tôi xuống lòng vực thẳm giữa muôn chuồng sóng đại dương. Trôi và chiều phong ba cùng gió đông tấm thân tôi, trong gian truân tôi đã kêu cầu mà Chúa đã đáp lời tôi. Từ vực sâu tôi nài van Chúa, và Chúa đã nghe tiếng tôi. Này Chúa, còn ở dưới vực sâu lời con kêu ba, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấm tôi, nào ai lỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cũng vì lời Chúa phán thưa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cay vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm cây nước Chúa trời đêm ngày hãy trông cậy người cho đi. Nhân lành hay thương vô cùng sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm chân người hay hay. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Maria được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn Maria cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên an. Con cậy vì dân Chúa nhân từ, cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Lạy Chúa, chúng con biết Chúa là đấng hằng thương xót và tha thứ. Chúng con nài xin Chúa cho linh hồn tôi tới Chúa là bà cố Maria mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa, được vào khoe thật và được hưởng vui mừng đời đời vì đã tin tưởng và trông cậy vào Chúa khi còn sống. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, ai kêu cầu Chúa sẽ không bao giờ phải thất vọng. Xin Chúa nhìn đến gia cảnh của bà cố Maria đang ô sầu vì người thân thiết vừa ra đi. Xin an bài và bù đắp lại chỗ trống trong gia đình bằng bởi ơn bình an của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn bà cô Maria được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn.
sao được hôm xưa. Người mẹ trong cơn gian nan thiêu thôn, đức tử đồng chân hiển minh sáng lang. Lạy đấng thánh cha điểm đức Chúa Giêsu, lạy cha điểm cực thanh cực tình đấng thánh đức bà Maria, lạy ông thánh Giuse là bạn thánh sạch đức bà Maria trọn đời đồng trinh, lạy các thánh tử đạo Việt Nam, nhân dân cha và con và thánh thần amen. Xin mời đại diện gia đình tăng quyến chúng ta lên nhận trang từ cha chủ sự. Con bất hiếu với cha mẹ sẽ thiệt thòi kiếp sống lênh đênh, bởi không thương mẹ bấp bênh càng nhiều. Mai kia chợt thấy thương yêu, sẽ than mất mẹ chín chiều ruột đau. Mẹ ơi, con đã về rồi mà sao không thấy mẹ ngồi bên hiên nhà ngày xưa, mỗi chiều nghiêng trông về lối ngõ dịu nhìn đời con. Vườn sau rụng tím hoa xoan, ngoài sân cỏ dài ngổn ngang lau dày. Chiều nay con về thăm mẹ, mắt không dính ớt mà cay quá chừng. Như con chim non xa rừng, như con nai lạc, như vầng trăng côi. Con tìm mẹ, mẹ xa trôi, như mây như gió qua đồi ngẩn ngơ. Ngôi nhà thơm tuổi ấu thơ, ngày xưa xanh nắng, bây giờ xanh rêu. Ruột đau, đau cả chín chiều, muốn làm con cóc mà kêu thấu trời. Mẹ ơi, con đã về rồi mà sao không thấy mẹ ngồi bên hiên nhà ngày xưa, mỗi chiều nghiêng trông về lối ngõ dịu hiền đời con. Vườn sau rụng tím hoa xoan, ngoài sân cỏ dài ngổn ngang lau dày. Chiều nay con về thăm mẹ, mắt không dính ớt mà cay quá chừng. Như con chim non xa rừng, như con nai lạc, như vầng trăng côi. Con tìm mẹ, mẹ xa trôi, như mây như gió qua đồi ngẩn ngơ. Ngôi nhà thơm tuổi ấu thơ, ngày xưa xanh nắng, bây giờ xanh rêu. Buồn cùng với gia đình, mong gia đình bớt đau thương. Sau đây cùng với hội đồng sư phạm nhà trường dâng lời kinh để cầu xin cho linh hồn bà cố Maria
được về diện kiến trước nhan Thánh Chúa. Sau đây mời cùng tham kiến bà hội đồng sứ mạng nhà trường dùng lời kinh để cầu nguyện cho bà cố Maria. Cầu xin Chúa Thánh Thần người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân trang chứa, trao rồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngồi làm đoái nghe đời con thiên tha, tình thương mến ấp phụ con ngày đêm, luôn hơn xa hồn tràn lan ơn thiêng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, như Cha chỉ đến, đi Cha thể hiện xây đất cũng như trên trời. Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con sai chưa cam dỗ, nhưng nếu chúng con nghe nói nghe lời bao từ chúng tôi tâm vương bao sâu vẫn vương tâm trông lên kêu cầu đêm vừa sâu thương đau bao hồn đang khấn cầu mẹ ơi đến cứu đưa về nơi an vui trong vì bao công ơn con mẹ xưa giáng trần chịu chết để xóa tội cho muôn dân. Maria mẹ ơi, mẹ đoái nghe lời bao lời từ chúng tôi tâm vương bao sâu vẫn vương tâm trông lên kêu cầu. Giêsu Maria Giuse con nên yêu xin cứu rỗi linh hồn bà cố Maria. Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn bà cố Maria. Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn bà cố Maria. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Kính thưa thầy Thiên, hiệu trưởng trường trung học cơ sở, con trường con cùng quý thầy cô là ban giám hiệu, kính thưa quý thầy cô trong ban chấp hành nhiệm kỳ cũ cũng như nhiệm kỳ mới, và quý thầy cô trường trung học cơ sở Võ Trường Thọ, thật là đau lòng và tiếc thương đối với gia đình tang quyến chúng tôi. Bà mẹ chúng tôi đã được Chúa gọi về trong những giây phút hết sức ngậm ngùi và đau thương cho gia đình. Ngày hôm nay, gia đình tang quyến chúng tôi cũng đã được quý vị trong ban giám hiệu, quý vị trong ban chấp hành công đoàn cơ sở cũ và mới cùng quý thầy cô đã dành cái thời gian đến đây để thăm viếng, dâng lời cầu nguyện, chia buồn với tang quyến chúng tôi. Đây là một nghĩa cử hết sức là cao đẹp, chúng tôi xin được tri ân và cảm ơn cái lòng chân thành và tình cảm yêu thương của quý thầy cô đã dành cho tăng quyến chúng tôi. Thay mặt cho tăng quyến, chúng tôi xin thành thần bái tạ, xin cảm ơn quý thầy cô. Thank you.
Buồn đau giây phút chia ly,
mẹ đã đi rồi, cho đôi dòng lệ đẫm bờ mi. Mẹ đã ra đi, đi về nước trời, là chính quê hương mẹ hằng trông đợi suốt một đời vững dạ cây trông. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào. Lòng con thương nhớ mẹ khôn, mẹ ơi mẹ đã đi rồi, từ nay con không còn được gọi hai tiếng mẹ ơi, từng bữa cơm ngon không còn có mẹ, lúc đi xa con quay về mái nhà, con chẳng còn thấy mẹ đợi con. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào. Mẹ đã đi rồi, buồn đau giây phút chia ly. Mẹ đã đi rồi, cho đôi dòng lệ đẫm bờ mi. Mẹ đã ra đi, đi về nước trời. Thank you.
bắt ra để cho lấy ra đi. Thank you.
vào đời thầy cha nơi nơi chờ trên cho con vào đời mẹ thương yêu thầy con bước đi cho con thân thương người cho con lớn thành người ôi tình mẹ cha con bao la ôi tình thương con chưa thiên xa Thank you.
Lạy Đức Thánh Giô-se là bàn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Con ở trên trời, chúng con nguyện trên Cha thành sáng, nơi Cha chỉ đến, khi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chưa để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng khiến chúng con cho phải sự dữ. Tôi tin kính nơi Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Pilato, chịu đóng đánh trên cây thánh giá, chết và tan xa xuống ngục tối tăm, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời, từ bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau với trời lời xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông đồng, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Chúng con cay vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi. Xem thấy màn đêm Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa với trời mà xuống thế gian 33 năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rồi. Vì vậy chúng con xin Cha ơn nhân lành vô cùng, xin tha phần phạt cho linh hồn Maria chúng con cầu nguyện hôm nay, họ còn chăng nơi lửa luyện tội, vì xin bao cửa tù rạc đầy cho ra, mà đem đến chốn nương mọi sự vui thật là nước yên vàng, vì công nghiệp Chúa con đã chịu nan chịu chết vì chúng con. Con lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu vang, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tôi nào ai đổi được, bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa, nhưng kẻ làm chân Đức Chúa Trời đến ngày hãy trông cậy người cho liên. Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm chân người thay thay. Lạy Chúa xin ban cho linh hồn Maria được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn Maria cho khỏi tù ngục và được nghỉ ngơi. Người từ chốn tối tăm vương vào sâu, vẫn vững tâm trong lên kêu cầu. Người từ sâu vương đau bao buồn đang khẩn cầu, mẹ đến cứu đưa về nơi an vui. Trong vì bao công ơn con mẹ xưa giáng trần, chịu chết về xóa tội cho muôn dân. Maria tôi tâm vương bao sâu, vẫn vững tâm trong lên kêu cao. Vẫn hát những lời ngàn đời nhớ ơn người. Mẹ sinh chúng con ngày đêm sớm hôm, chờ ngày con lớn. Mẹ là dòng sông chảy về biển đông,
chan chứa tình con, cho một niềm thương cả đời dằn xuống qua bao ngày vô thường. Con mong mẹ ngàn đời con yêu mẹ, mẹ là giọt nắng lung linh đời con. Ôi tim mẹ là trời mây cao rộng, chiều ngàn đời sống tràn đầy ước mong. Mẹ ngàn đời con yêu mẹ, mẹ là dòng suối mát xưa đêm hè. Con yêu mẹ lắm mẹ ơi, ngàn đời chỉ có mẹ thôi. Ôi con thương mẹ, mẹ của con hai. Con thương mẹ ngàn đời ghi ơn mẹ, từng lời mẹ nói em ru đời con. Mong cho cuộc đời này luôn có mẹ, để mẹ dìu dắt vượt ngàn bão giông. Tiếng mẹ nguyện cầu với tiếng mẹ, để mẹ của con che mãi không già. Trong mưa ngàn năm mùa đông, chẳng làm dịu nỗi chờ mong. Ôi con thương mẹ vô
Kính thưa Sơ Maria, nguyên tổng quyền hội dòng Đa Minh Thừa Sai Phú Cường, cùng tăng gia tăng quyến và tất cả những người thân yêu trong gia đình của bà cố Maria, nhận được tin Thiên Chúa yêu thương mời gọi bà cố Maria trở về với Ngài. Hiện diện nơi đây là quý chức thường vụ ban hành giáo Tân Kiều của các nhiệm kỳ. Đến đây xin được thắp lên nén nhang tiễn biệt bà cố Maria trước khi trao gửi thân xác bà cố về yên nghỉ tại đất thánh giáo xứ Hà Nội. Cùng kính chuyển lời phân lưu, chia buồn, lời cầu nguyện của cha chánh xứ, quý cha phó tới hương hồn bà cố Maria cùng tăng gia tăng quyến. Kính thưa tăng gia, hôm nay bà cố Maria hân hoan trở về với Chúa. Ánh sáng và chân lý Chúa xin dẫn bước con đi, tiến mãi về trên núi thánh, về chốn quang minh Ngài. Bà cố Maria đã được chọn ước mơ của mình sau 94 năm được sinh trên trần gian, được làm con người và đặc biệt được làm con cái của Thiên Chúa, và đã hết lòng tôn thờ yêu kính một Thiên Chúa mà thôi. Hôm nay bà vui mừng để trở về với Ngài sau những năm tháng chờ mong. Tuy nhiên, sự ra đi của bà cố cũng để lại những đau thương tiếc nhớ cho những người thân yêu trong gia đình. Cảm nhận được điều đó, quý chức thường vụ ban hành giáo Tân Kiều tới đây xin được gửi đến gia đình, những người thân yêu trong gia đình, cách đặc biệt Sơ Maria lời phân lưu, lời chia buồn trước biến cố tan sầu ly biệt này. Giáo xứ cũng hết lòng cảm ơn bà cố Maria mà trước đây chúng con vẫn yêu mến gọi là bà giáo, bà trắng, vì bà đã có những cái thời gian phục vụ trong giáo xứ với chức vụ là thủ quỹ của ban thường vụ mà lúc trước đây gọi là hội đồng phục vụ của giáo xứ. Và cũng có thời gian bà đã giúp đỡ ông cố làm ông chánh để phục vụ cho giáo xứ trong những thời gian của cha cố Phaolô Nguyễn Quang Hiền còn phụ trách trông coi giáo xứ. Chúng con hết lòng cảm ơn bà cố vì tất cả những hy sinh thời gian, sức khỏe, vật chất và tuổi thanh xuân của mình để phục sự Thiên Chúa, cách đặc biệt là phục vụ cho giáo xứ, phục vụ cho những người trong cộng đoàn của giáo xứ. Một lần nữa xin được tri ân và cảm ơn bà cố Maria. Bà cố Maria còn là ân nhân của giáo xứ. Giáo xứ chúng con xin gửi đến bà cố Maria và tăng gia tăng quyến vòng hoa yêu thương của cộng đoàn giáo xứ, vòng hoa của ban hành giáo, nhang nến và đặc biệt hy vọng ân nhân của giáo xứ để tưởng nhớ, tri ân và cầu nguyện cho bà cố Maria trong tất cả các thánh lễ trọng hàng năm, cách đặc biệt trong thánh lễ an táng sẽ hiện dân cùng với cha chủ tế để cầu nguyện cho bà cố Maria. Kính chúc bà cố Maria trên đường trở về nhà cha được an bình và hạnh phúc viên mãn. Giờ đây xin mọi người dâng lời cầu nguyện, xin Thiên Chúa là đầy lòng thương xót, yêu thương tha thứ, thanh luyện và tẩy rửa những lỗi lầm mà bà cố Maria của chúng con còn vướng mắc nơi trần gian này. Xin
xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn bà cố Maria trở về thiên đàng, và xin Thiên Chúa yêu thương chúc lành cho những người thân yêu của bà cố đang thương nhớ bà, sớm tìm lại được niềm an ủi và bình an trong cuộc sống. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. À, mẹ ơi, mẹ đói nghe lời bao người từ chốn tối tăm vương bao sâu vẫn vững tâm trong đêm kêu cầu. Nơi vực sâu thương đau bao hồn đang khấn cầu, mẹ đến cứu đưa về nơi an vui. Trong vì bao công ơn con mẹ xưa giáng trần chịu chết để xóa tội cho muôn dân. Maria mẹ ơi, mẹ đói nghe lời bao người từ chốn tối tăm vương bao sâu vẫn vững tâm trong đêm kêu cầu. Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Maria. Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Maria. Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Maria. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính thưa quý chức, tân kiều, ban hành giáo, giáo xứ Hà Nội, gia đình tăng quyến chúng con trong thời khắc này thật là đau buồn, đã mất đi người bà, người mẹ kính yêu đối với tăng quyến chúng con. Trong sự chia ly giờ phút này, gia đình chúng con thật hạnh phúc được Cha Chánh Xứ, quý Cha Phó Xứ gửi lời chia buồn qua lời của ông trưởng ban hành giáo gửi đến gia đình chúng con. Đây là niềm an ủi động viên trong lúc khó khăn cũng như đau thương này. Đặc biệt chúng con cũng được quý chức thường vụ ban hành giáo của giáo xứ đã ghi nhận sự đóng góp của ông bà cố, và đặc biệt là trong ngày hôm nay đối với linh hồn Maria, quý chức đã dành những lời để tuyên xưng những niềm tin với sự công đức đóng góp của linh hồn Maria gia đình tăng quyến chúng con. Đây là cái sự an ủi, và gia đình chúng con cũng đã vơi đi nỗi buồn mà quý chức đã dành đến tăng quyến chúng con. Đây là niềm hạnh phúc và động viên đối với tăng quyến gia đình chúng con. Chúng con cũng xin được phép thay mặt cho đại gia đình tăng quyến thành thật cảm ơn tất cả quý chức, tân kiều, ban hành giáo, giáo xứ đã dành thời gian đến đây để chia buồn với gia đình tăng quyến chúng con. Đây là một nghĩa cử hết sức cao đẹp mà chúng con tri ân đến từng quý vị trong ban hành giáo. Gia đình chúng con xin đồng bái tạ. Con sẽ
Trời
lại số phận sẽ kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin thần sống vật. Kính mừng Maria, đầy ơn Đức Chúa Trời, ơn cùng bà đã có phước lạ, mọi người được bà nhất xuân an lòng bà phước lạ. Kính mừng Maria, đầy ơn Đức Chúa Trời, ơn cùng bà có phước lạ, mọi người được bà nhất xuân an lòng bà phước lạ. Maria, Đức Chúa Trời, ơn cùng bà đã có phước lạ. Kính mừng Maria, đầy ơn Đức Chúa Trời, ơn cùng bà có phước lạ, mọi người được bà nhất xuân an lòng bà. Vì Chúa đã sống lại khải hoàn, chiều tổ hình rơi trên Chúa Cha, xin cho linh hồn Maria được lên chốn mình đánh Chúa nhân từ. Chúng con gây vì đánh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Maria xin yên vui chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin qua những nỗi u buồn, vì đời con gieo gắp biết bao đau thương, và chẳng làm gai găm bước trên con đường. Ở mẹ đất nhân từ, mẹ quên sao được hồn xưa, lời mẹ hứa ý ở trên núi kia. Đúng mà Chúa sinh thì mẹ đứng hầu sầu là hiền, là mẹ chúng con xin linh quyền. Lạy mẹ xin điện hối chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin qua những nỗi u buồn, vì đời con gieo gắp biết bao đau thương, và chẳng làm gai góc bước trên con đường. Con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Maria. Jesus Maria, Dulce, con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Maria. Jesus Maria, Dulce, con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Maria. Lạy Chúa con bị dấu thánh cha, xin chữa chúng con cho mọi cả tội lỗi của linh cha và con và ra đi bỏ con một mình.
một lòng trung kiên, sống tình yêu cho dù gian khó, lòng son trắng sơn. Xin tình yêu Thiên Chúa ban cho mẹ con suốt đời, nghỉ yên trong Chúa mà thôi, nghỉ yên trong Chúa ngàn đời. Chúa mong
con tay nắm tay yêu, con nhớ mẹ nhiều. Mẹ đã bỏ con nhớ hơi mẹ, vòng tay mẹ ấm. Ngày tháng bên mẹ khuya sớm học hành và từng bữa cơm ngon, tình mẹ thế đó nhăn nheo hao gầy để đàn con ấm non. Con xin nghe mẹ kính nguyện sớm tối, con xin ghi lòng lời mẹ nhắc nhủ con. Con xin từng lời yêu thương của mẹ đã kể, đã để lại cho con là kho báu vô giá, ngàn đời con không bao giờ quên. Trong lời có kèm cả bóng hình thân thương của mẹ đã khắc sâu trong tim con, dạy cho con bài học hy sinh. Mẹ ơi, từng lời mẹ đã dạy, con mãi ghi khắc và cố gắng thực thi, mong phần nào đáp trả, báo đền công ơn mẹ. Kể cho con là những lời như tiếng nấc nghẹn ngào, lời của mẹ đi cả vào giấc chiêm bao. Lời yêu thương mẹ đã nói cho con, ánh nắng khuya đã tắt. Chị em là đôi cô Sarina, chúng em được tin Chúa ngỏ cả bố Maria về với Ngài sáng sớm ngày hôm qua. Trong những niềm tin, chị em cũng đã nghe thấy tốt cho đôi chú những lời cầu nguyện để có đôi lòng cả bố cho lòng vô sót của Chúa. Và giờ đây trong tâm tình là những người chị em được sống lời lễ nghiêm, được sống lời tôn trì. Thầy viên trong gia đình với các em để cho em chú tâm tình vào
biệt. Để xin Chúa từ hai sáng thì cũng là cứu sống, giống như là bố người của Ngài và bà bố cũng cùng với mọi người để cho nên Chúa lời của cha và ngày của Chúa. Nên cha và con và thánh thần thành viên. Cầu xin Chúa thánh thần người thương thắm thiết con cho đàn
chúng con nguyện đánh cha cả sáng, nương cha chỉ đến như cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực bằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cha kẻ chúng con xa chưa cam dỗ, đừng cứu chúng con cho họ sự Chúa trời ở cùng bà con phúc lá hơn mọi người nữ và Giêsu ơi lòng bà gồm phúc là Maria đức mẹ Chúa trời ở cho chúng con bà tôi tin kinh nơi Chúa trời là Cha phép tăng vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh nơi Chúa Giêsu Kitô là con một đấng Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi theo đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh thời nhà Maria đồng trinh chịu hàng đời quan tâm siêu khi là tu chịu đông đăng trên cây thánh ca trên mà thắng xa xuống một tổ tâm ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời ngờ bên hữu đức Chúa Cha khép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở trong thế này là thánh thông cầu. Tôi tin phép cha tổ hội, tôi tin xa loài người ngày sau sống, tôi tin hằng sống và hằng thân cầu. Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Maria. Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Maria. Con mất ngày 2 tháng 10, còn
ông ngoại mất từ ngày 24 tháng 10 thì đã đến bây giờ 6 năm rồi. Và hôm nay mẹ cũng ra đi để về với ông ngoại. Thì hôm nay gia đình con gọi là thông gia, rồi các cụ cũng mất hết rồi. Còn là con cháu mẹ đi, mẹ mất đến để chia buồn với gia đình mình. Thì tôi lời cầu nguyện cho mẹ, xin mẹ nhận lời gia đình chúng con. Sau đây con xin cùng với gia đình nhận lời cầu nguyện cho mẹ. Dân cha và con và thánh thần, amen. Cầu xin Chúa thánh thần người luôn thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đám ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa hồi ra đoài nghe lời con thiết tha, tình thương bên ấm u con lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con liền danh cha cả sang, nước cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, chúng con trao khỏi sự tử hại. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, con phúc là ơn mọi người nữ là Giêsu con lòng bà cùng phúc là Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là cha có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, là con phúc là ơn mọi người nữ là Giêsu con lòng bà cùng phúc là kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là cha thép tóc vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, với phép Đức Chúa Thánh Thần mà được xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đâm trên cây thánh giá, chết và tan sáng xuống hồ cổ hồng, ngày thứ ba với trong kẻ chết mà sống lại. Bên trời ngự bên yêu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau với trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh Thần có ở khắp thế này, các thánh thông thông. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hạt sống đời. Amen. Con lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tôi nào ai trôi được, lời Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa, nhưng kẻ làm chân Đức Chúa Trời đêm ngày trông cây người cho liêm, thì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm nhân người thay thay. Lạy Chúa xin ban cho linh hồn Maria được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn Maria cho khỏi tù mục và được nghỉ yên. Amen. Từ sâu thương đau con đời trong Chúa nhân lần, nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vững thành thơi, nhưng
cha quan hồng thứ tha, khiến muôn dân luôn tin thờ từ sâu.